Thưa quý vị, thời gian qua, dự thảo luật thủ đô sửa đổi đang được bàn thảo, trong đó nội dung về việc chuyển giao các bệnh viện thuộc bộ, cơ quan nhà nước ở trung ương đóng trên địa bàn thủ đô về thành phố Hà Nội quản lý, trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, bệnh viện của các trường đại học, nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều chuyên gia lo ngại nếu đưa bệnh viện trung ương và Hà Nội về Hà Nội quản lý thì sẽ khiến cho các đơn vị này bị bó hẹp, đặc biệt là người bệnh sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi đầu tiên. Chi tiết của vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chuyện tối nay ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trao đổi sau của MC Thanh Liêm và giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 15. Nội dung này cũng sẽ kết thúc bản tin chào buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình, giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 15. Và xin được trân trọng cảm ơn giáo sư đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Dạ, vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thưa giáo sư, là luật thủ đô sửa đổi đưa ra lấy ý kiến của nhân dân. Trong đó thì có việc là chuyển giao các bệnh viện thuộc bộ, cơ quan nhà nước ở trung ương về thành phố Hà Nội quản lý, nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Vậy thì góc nhìn của giáo sư như thế nào trước hiện tượng này? Vâng, xin mời. Dạ, qua theo dõi thì tôi cũng được biết rằng ấy, là cái luật thủ đô sửa đổi đã được đưa ra để lấy tham khảo cái ý kiến của nhân dân. Thì tôi có cái suy nghĩ như thế này. Đó là một việc rất lên mạnh. Cái việc thứ nhất ấy là ban soạn thảo đã đưa cái vấn đề này ra cho nhân dân thảo luận. Như vậy là nó rất vừa là dân chủ này và hai nữa là rất cầu thị. Việc đó rất nên làm. Còn cái khía cạnh thứ hai là nhân dân nói chung, nhưng trong đó đặc biệt là những cái cán bộ làm quản lý ngành y tế đã tham gia trao đổi rất là sôi nổi. Và tôi nghĩ là đó là cũng một cái hiện tượng rất là lành mạnh, rất là mong chờ. Và từ hai cái vấn đề này thì tôi nghĩ thế này. Tôi tin là cái luật thủ đô sửa đổi lần này sẽ có một cái sửa đổi nó phù hợp và nó sẽ có kết quả tốt. Vậy thì giáo sư có ý kiến gì trước cái đề xuất tại cái điều 27 được đề cập, đó là phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân của dự thảo này? Và đặc biệt là có vấn đề là chuyển giao các bệnh viện thuộc bộ, cơ quan nhà nước ở trung ương về thành phố Hà Nội quản lý. Chúng ta đừng nhầm, ban dự thảo đã đề nghị đưa các bệnh viện của Bộ Y tế quản lý, tức là các bệnh viện hạng đặc biệt, ví dụ như Bạch Mai, Việt Đức, hoặc là các cái bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, ví dụ như bệnh viện huyết học truyền máu trung ương, viện tai mũi họng, viện mắt trung ương, rồi vân vân, về cho thành phố Hà Nội quản lý. Trong luật không đề nghị như vậy, và tôi cho rằng người ta không đề nghị thế thì mình không cần phải thảo luận thế. Và tôi cho rằng là người ta ở trong cái dự thảo họ đưa ra một cái ý kiến rất đúng, là thực hiện cái sự chuyển đổi theo đúng lộ trình của chính phủ cơ mà. Tức là các cái luật khác quy định như thế nào, có lộ trình rồi thì cứ thực hiện như thế. Điều ấy được hiểu rằng cho đến bây giờ tôi biết là chưa có một cái luật nào quy định các cái bệnh viện hạng đặc biệt và chuyên khoa đầu ngành thì chuyển về cho Hà Nội cả. Cho nên cũng cứ diễn biến giống như thế. Đấy. Nhưng còn cái mục thứ hai là cái mục mà gây tranh luận nhiều nhất ấy, đó là các bệnh viện thuộc bộ và thuộc ngành trung ương, thuộc các bộ và cơ quan nhà nước, các cơ quan nhà nước của trung ương thì chuyển về cho thành phố Hà Nội. Cái này thì cũng là nên có cái trao đổi cái này. Cụ thể là như thế này, tôi lấy ví dụ là bệnh viện của Bộ Nông nghiệp, của Bộ Giao thông, bệnh viện Bưu điện, v.v. Thì bây giờ nên để lại cho chính các cái bộ chủ quản đó như trước nay vẫn làm, hay là chuyển về cho thành phố Hà Nội. Và nên nhớ là người ta đưa ra để xin ý kiến. Thế thì tôi cho rằng là cái điểm này thì đúng là cũng có một chút phải suy nghĩ, phải trao đổi. Và cái trao đổi ấy, thì nên tập trung vào cái phần đó thôi. Vậy thì với những cái phân tích cũng như là những cái nghiên cứu trong cái văn bản soạn thảo như vậy, thì là một người đã từng quản lý một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành nhiều năm ở Hà Nội, thì giáo sư có ý kiến như thế nào về chính cái điều 27 là phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dự thảo luật thủ đô lần này? Dạ, tôi xin được phát biểu về cái ý kiến cá nhân của tôi, nhưng mà với tư cách là một người cũng đã từng tham gia quản lý một cái bệnh viện đầu ngành, chuyên khoa đầu ngành ở Hà Nội rồi, thì tôi thấy như thế này. Cái thứ nhất ấy, thì phải khẳng định luôn là các bệnh viện thuộc hạng đặc biệt
và các cái bệnh viện chuyên khoa đầu ngành mà hiện bây giờ Bộ Y tế đang quản lý ấy, thì không nên chuyển về Hà Nội. Không nên chuyển về Hà Nội. Vì sao? Là vì ngoài cái công việc các cái bệnh viện đó thì cái công việc của họ là khám chữa bệnh ấy, là mang tính toàn quốc. Và thông thường là những cái ca bệnh khó nhất ở các địa phương không chữa nổi, không chữa được thì người ta chuyển lên đấy. Nhưng cái thứ hai nữa nó có ý nghĩa rất lớn trong cái vấn đề đào tạo cán bộ. Rồi là chỉ đạo ngành, chỉ đạo tuyến ấy là theo các tuyến từ trên xuống ấy. Rồi gì nữa? Rồi là hội nhập quốc tế. Thì cái điều đó là hết sức cần thiết. Chứ không phải là chỉ đơn giản là chỉ có chữa bệnh. Đấy. Tại vì vậy cho nên là tôi cho rằng, và trên thực tế là trong luật thành phố Hà Nội cũng đề nghị thế, là tôi cho rằng là các bệnh viện hàng đặc biệt và chuyên khoa đầu ngành thì vẫn trực thuộc Bộ Y tế, và Bộ Y tế phải có trách nhiệm thể hiện cái điều này, cũng giống như sẽ phải làm tốt cái điều này. Còn cái nhóm thứ hai là các bệnh viện của các bộ khác, ta được hiểu là không phải Bộ Y tế, rồi các cái cơ quan của Trung ương mà có bệnh viện tại thành phố Hà Nội, thì cái này phải cân nhắc một tí. Trong cái việc là giữ nguyên như là như cũ, tức là vẫn trực thuộc lại của các bộ các ngành ấy, thì cũng có những cái hay của nó. Hoặc là cái phương án thứ hai là chuyển về thành phố Hà Nội, thì một các phương án thế nó đều có cái hay của nó và có cái chưa hay của nó. Cho nên là chúng ta cần phải cân nhắc một tí và để lựa chọn ra một cái việc, một cái hướng mà nó hợp lý nhất. Và quan điểm riêng của tôi thì thế này ạ. Các bệnh viện đó nó có lịch sử của nó, thì mới có cái chuyện các cái bộ ngành người ta thành lập ra. Đó là gì? Nó có mấy cái thứ nhất là cái nguồn kinh phí. Ngày xưa là thành phố Hà Nội nó thật chưa đủ cái kinh phí để mà cover lên, để mà phụ lên cho tất cả các bệnh viện đó. Cho nên thì mới thế. Nhưng cái thứ hai thế này là các cái bệnh viện của các bộ đấy thì họ trực tiếp điều trị cho cán bộ nhân viên của chính cái bộ của mình. Và cái đấy là nó giảm tài, nó giúp giảm tài này, nhưng mà điều nữa là còn nó thể hiện cái sự quan tâm của bộ ngành đối với cán bộ nhân viên của lĩnh vực của mình, cái đó là hay. Nhưng hiện bây giờ ấy, thì lại nó hơi khác, là vì cái câu chuyện là chữa bệnh bây giờ là chữa bệnh phải có bảo hiểm y tế, và hai nữa cả cơ sở y tế của hầu hết ở trên các tỉnh thành ở quốc gia này đấy. Ở Cần Thơ cũng thế, thành phố Hồ Chí Minh thế, rồi trên Lâm Đồng thế, Đà Nẵng thế, và ra Quảng Ninh thế, thì nói chung các cái chất lượng ấy nó tương đối tốt rồi so với trước kia. Bởi vì vậy cho nên với hai cái đó thì nếu mà tiếp tục vẫn còn duy trì cái bệnh viện bộ chủ quản ở Hà Nội thì tôi sợ là sẽ rất ít bệnh nhân, không có bệnh nhân, mà bệnh viện có bệnh nhân thì rất ngay. Còn cái thứ hai nữa là còn về phía Hà Nội thì lại tôi chỉ phân tích kỹ ý là nếu mà cái bệnh viện của các bộ đấy mà về cho Hà Nội quản lý đấy thì cũng có những cái bất lợi của nó. Trong đó cái bất lợi lớn nhất ấy mà chúng ta có thể thấy được ấy là thành phố Hà Nội hiện bây giờ, một là các bệnh viện từ cấp quận lên đến thành phố đã khá nhiều, và tôi được biết đang có kế hoạch để xây dựng thêm một số bệnh viện nữa. Và cái đó là hợp lý, và cái việc quản lý này cũng đang rất cần thiết. Đầu tư này cũng đang rất là có cái nhu cầu cấp thiết. Là chính vì vậy cho nên là nếu mà các bệnh viện kia về thì tôi đang sợ là sẽ không khó mà tồn tại được. Đấy. Thì nhưng tại thời điểm này thì tôi cho rằng là cá nhân tôi không đưa ra một kỳ quyết định là nên hoàn toàn nghiêng về thế này, hoàn toàn nghiêng về thế khác, mà tôi cho rằng cần suy nghĩ thêm nữa cho chính để quyết định. Nên chăng là những bộ nào mà cái nhu cầu nó trở thành không cần thiết nữa thì nhập về thành phố Hà Nội. Nhưng mà phải trở thành bệnh viện của thành phố Hà Nội. Chứ không phải là bệnh viện mang tên cái bộ ấy nữa. Đây là tôi đang suy nghĩ thế. Và nói tóm lại tất cả những ý kiến đấy thì tôi mong muốn là ban soạn thảo của thành phố Hà Nội thì hết sức lắng nghe ý kiến của nhân dân. Còn nhân dân, nhất là cán bộ y tế, những người làm quản lý thì cần phải tích cực suy nghĩ
và lên tiếng để mà góp ý cho cái sửa đổi này được tốt hơn. Vâng, rất là trân trọng cảm ơn những góc nhìn và phân tích của giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 15, và xin được trân trọng cảm ơn giáo sư đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Và chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.